chào các bác đây là cái dòng đồng hồ dòng máy oren nó cũng bị chết vặt chết vặt về thì em sẽ khá kiểm tra và khắc phục cái bệnh chết vặt này Đó. thì trước tiên em kiểm tra qua cái phần trước tiên là vẫn đang chạy các bác này. vẫn đang chạy nhé thứ hai em kiểm tra cái phần tự động đây, em chấm một chấm này các bác này À, để em kiểm tra xem là cái cái tự động này nó có quay không Đấy. nhưng mà các bác thấy nó, cứ, nó có phát ra tiếng động kêu xoẹt xoẹt, đúng không ạ xoẹt, xoẹt, xoẹt tức là nó có sự va quệt giữa cái bến nguyệt này, này với lại cái cái cái, cái xung quanh này, này. Đấy, các bác nghe theo vậy thì đây cái bệnh của nó là nó ở cái này này nó nằm ở cái này, này. À, vậy thì em sẽ khắc phục cái bệnh này cho các bác xem nhé rất đơn giản này. cực kỳ dễ luôn Trước tiên em sẽ tháo cái bắn nguyệt này ra các bác. Đó, đây là cái bắn nguyệt của nó, bắn nguyệt lên cốt tự động đấy ạ. Rồi em sẽ để dịch dịch đồ ra nhé Và em sẽ khắc phục xử lý cái cái bắn nguyệt này bằng cách em dùng kìm kìm nhọn này các bác. Đó. Rồi thì em sẽ bẻ nó lên một tí. Bẻ ngược nó lên một tí. Để cho nó khỏi chạm vào. Đó, chỉ cần một tí tí thôi là nó sẽ khác cái rất nhiều ấy. Rồi bây giờ em sẽ test thử luôn Em lắp vào em sẽ test thử Đó, Em vừa vừa bẻ lên một tí đây các bác Cảm giác ở tay em em biết Là đã được hay chưa Đó, Bây giờ em sẽ bắt con ốc về vào Trước khi em làm bất cứ đồng hồ nào em đều phải rửa tay sạch sẽ Em không bao giờ em đau găng tay cả Các bác thấy tất cả video của em em không bao giờ đeo găng tay Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem xem là nó còn quệt không nhé Đó các bác thấy không không quẹt nữa đúng không không chạm luôn Đấy, một cái mẹo rất đơn giản này các bác đấy, để khắc phục được cái bệnh chết vặt của cái đồng hồ này bởi vì nó chạm vào cái này nó chạm thành vết xước này các bác này đó nó thành vết xước đấy, đấy bây giờ các bác thấy nó có bị không không bị nữa đúng không đấy, thế là xong rồi thế là em khắc phục được bệnh chết vặt của cái đồng hồ này rồi đấy rất đơn giản rất dễ đúng không ạ đấy này đấy các bác thấy nên có đồng bầm này không bị chết vặt nữa thế thôi đấy là cái uh, tuyệt chiêu cái này không, không ai chia sẻ trên mạng đâu các bác nhé em chưa thấy ai chia sẻ cái này đâu em chia sẻ em không giấu bất cứ một cái gì cả trong nghề cả đâu nhiều người còn giấu nghề chị em không em quay trực tiếp các bác thấy em quay trực tiếp em không có dựng cảnh hay cắt ghép gì video cả đó thế là xong rồi các bác rồi chào các bác rất nhanh đúng không nhưng mà hai phút để em sửa xong cái đồng hồ này chết vặt này. chào các bác nhé